Nhân dịp đón xuân quý mão 2023, sáng nay Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tiếp các đoàn của Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng, Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, Tổng lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng và Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng đến chúc Tết thành phố Đà Nẵng. Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Minh Triết. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trần Thị Mận. Chúc Tết thành phố Đà Nẵng, bà Maria Mizonova, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo thành phố cũng như nhân dân. Nhấn mạnh Đà Nẵng là thành phố đáng sống và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai bên. Tổng lãnh sự hy vọng thành phố sẽ phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và thúc đẩy tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa du lịch giữa hai nước để nhân dân thành phố hiểu hơn về đất nước Nga. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp nhất của Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng dành cho thành phố, khẳng định năm 2022 thành phố đã có sự phục hồi và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Bí thư Thành ủy mong muốn với truyền thống quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Nga, sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự các mối quan hệ văn hóa du lịch giữa hai nước cũng như giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nga sẽ phát triển hơn nữa trong năm 2023. Ông Suvan Hadahewan, Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, chúc lãnh đạo và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt hái thành công hơn nữa. Cảm ơn thành phố vì đã hỗ trợ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Tổng lãnh sự cũng chúc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước nói chung cũng như của Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng, xúc động khi đoàn đến thăm chúc Tết lãnh đạo thành phố, khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào đã đạt được những kết quả cụ thể. Bí thư Thành ủy tin tưởng với truyền thống tốt đẹp đó, mối quan hệ hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước sẽ phát triển toàn diện hơn. Bí thư Thành ủy đề nghị các sở ban ngành phối hợp với cơ quan tổng lãnh sự trong quá trình thực hiện các chức trách nhiệm vụ tại thành phố. Đến chúc Tết thành phố Đà Nẵng, Bà Đồng Bích Du, Tổng lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới. Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đà Nẵng đã ủng hộ, hỗ trợ cho công tác của Tổng lãnh sự quán thời gian qua. Tổng lãnh sự mong muốn thành phố sẽ tăng cường phối hợp, trong đó tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Trung với quy mô lớn hơn, trao đổi báo chí truyền thông hai nước đến thăm lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị Trung Việt. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Tổng lãnh sự dành thời gian đến chúc Tết đồng thời chúc mừng những kết quả thành tựu của chính quyền nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong năm 2022, nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20. Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng Tổng lãnh sự cùng các sở ban ngành thành phố sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, thúc đẩy quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc tiếp tục phát triển. Đến chúc tích thành phố Đà Nẵng, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori kỳ vọng Đà Nẵng sẽ ngày càng phát triển. Ông Yakabe Yoshinori cho biết năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mong muốn thành phố sẽ phối hợp với Tổng lãnh sự tổ chức các hoạt động ý nghĩa. Bên cạnh đó, ông Yakabe Yoshinori cũng đề nghị tăng cường trao đổi đoàn thăm giữa hai bên để đến thăm và làm việc với nhau, mở ra nhiều cơ hội hợp tác lớn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chân thành cảm ơn đoàn đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo thành phố. Đồng tình với các ý kiến của Tổng lãnh sự, Bí thư Thành ủy cho biết sẽ tổ chức các đoàn đến thăm và làm việc với các địa phương mà Đà Nẵng đã kết nghĩa bí thư thành ủy mong muốn tổng lãnh sự thúc đẩy quan hệ giao lưu văn hóa hợp tác đầu tư giữa hai nước bí thư thành ủy cũng nhấn mạnh sẽ xem xét chỉ đạo giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp nhật bản nếu có